Vâng, thưa quý vị khán giả, theo các ngành chức năng, hiện nay tình trạng hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn xảy ra nhiều nơi. Hành vi này không chỉ làm nghiêm trọng thêm mâu thuẫn mà người vi phạm còn bị xử lý trước pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước tình trạng trên, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Xuân Lộc. Hai đối tượng này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi hủy hoại tài sản người khác. Các đối tượng khai nhận được lời nhờ của người quen, các đối tượng đã bàn bạc cùng nhau đập phá một quán ăn tại thị trấn Gia Rây. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng xác minh, bắt các đối tượng gây án. Đó, anh Đạt có thuê tôi đập phá quán, tôi anh Đạt không thuê tôi đập phá quán, rồi tôi gần ngày đó tôi không nhớ mà nhưng tôi đã kêu anh Đạt kêu cầm đồ theo một dao gựa tự chế theo mà tôi đã rủ anh Mai Nhật Đăng theo và đập những bàn ghế tủ và sau đó đổ thoát mà. Một năm trước em có gặp một người chị sống ở ngoài, chị có giúp đỡ em, xong đến tháng 12 năm trước á chị có gặp em ở ngoài quán cà phê em chị kể với em là chị người ta có thiếu nợ chị mà không trả còn hăm dọa đe dọa gì nên là em nghe vậy em muốn trả ơn nghĩa tình nên là em anh về suy nghĩ là có nhờ gặp nhân và thuê nhân 7 triệu đồng để mà đến phá quán. Theo các cơ quan chức năng, thời gian qua tội phạm hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản gia tăng một phần là do tình trạng cho vay lãi nặng xuất hiện ở một số địa bàn kéo theo dịch vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Khi không đòi được tài sản hoặc không liên lạc được với người cần gặp thì các đối tượng đập phá đồ đạc để gây sức ép. Ngoài ra cũng có những đối tượng do thiếu hiểu biết pháp luật, trong lúc mâu thuẫn nóng giận sử dụng rượu bia không kiềm chế được hành vi nên đập phá tài sản người khác mà không nghĩ đến hậu quả. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố 16 vụ trên 30 bị can liên quan đến loại tội phạm này. Riêng tại huyện Xuân Lộc có 3 vụ, 7 bị can. Các đối tượng ở các địa bàn lân cận phối hợp với lại các đối tượng ở địa bàn huyện Xuân Lộc tại chỗ, chúng tổ chức những cái tụ điểm. Tuy nhiên là qua công tác nắm tình hình tốt, thì lực lượng cảnh sát hình sự là cái đơn vị chủ công cũng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công an huyện là chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như là công an các xã có liên quan. Chúng tôi phối hợp và triệt phá, không để hình thành ra những cái tụ điểm mà phức tạp về nền trật tự. Tức là khi mà có những cái manh nha mới hoạt động được khoảng chừng 1-2 ngày là chúng tôi đã chủ động là triệt phá luôn. Để phòng ngừa loại tội phạm hủy hoại hay cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, ngoài việc tăng cường tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu hơn quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc xử lý các đối tượng manh động đập phá, hủy hoại tài sản của người khác để răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, đối với người dân, nếu phát hiện kẻ có hành vi hủy hoại làm hư hỏng tài sản của người khác, thì cần tố giác ngay đến cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.